tất cả các nhà chuyên nghiệp, các nhà lãnh đạo, các doanh nghiệp quy mô lớn, các người mẫu nổi tiếng, các cầu thủ nổi tiếng, họ đều phải dùng coach mới duy trì để đạt thành tích cao nhất. Hôm nay là ta nói về coach. Tôi cũng nhận ra một cái điều rằng là độ khoảng một năm trở lại đây thì nó có một cái trend mới, đó là trend muốn trở thành coach, muốn trở thành nhà huấn luyện. Đấy. Muốn trở thành nhà huấn luyện. Anh chị lưu ý điều này nhé. Rất nhiều em trẻ, bạn trẻ cũng ghi là mình là coach. Thế thì tôi muốn các bạn nhìn thẳng vào thực tiễn này để thấy này. Thế bây giờ mà bạn Quang Hải, bạn Công Phượng của chúng ta, bạn Tiến Linh của chúng ta, rồi bạn Dũng của chúng ta vừa rồi đánh đầu quả đẹp ấy. Được chưa nào? Những cầu thủ rất giỏi đúng không ạ? Thế và bây giờ họ sẽ đăng trên Facebook của họ là thế này: tôi ra nghề huấn luyện viên, bởi vì tôi là cầu thủ giỏi mà. Bây giờ tôi ra nghề huấn luyện viên đội bóng đá. Vậy thì đội bóng đá của tỉnh nào có thuê tôi thì tôi sẽ về làm huấn luyện viên. Thế thì một vài bạn trẻ mà bây giờ công bố cái code cũng vậy. Công bố code cũng vậy. Yeah. Đương nhiên là các bạn đã học hành bài bản. Và các bạn đã dùng công cụ đó và nó cũng tạo ra kết quả. Thế nhưng nếu chỉ dừng ở đấy thôi thì họ sẽ không tiến được. Họ sẽ chỉ được những ai đó, họ sẽ chỉ code free hoặc là được một vài người thôi, họ không tiến được đâu nếu họ không nhận ra vấn đề. Bởi vì là một code thực sự, một huấn luyện viên Park thực sự, trận mạc nó phải trải rất nhiều. Trận mạc phải trải rất nhiều. Phải đấu trí rất là nhiều, phải chứng kiến rất nhiều tình huống và vượt qua rất nhiều tình huống rồi thì mới cầm quân được. Thì cái cuộc đời sự nghiệp một coach cũng vậy. Chúng ta phải có rất nhiều trải nghiệm. Chúng ta phải sở hữu được rất nhiều các công cụ kỹ thuật của các cái kiểu coach khác nhau, lĩnh vực coach khác nhau, coach ICF, coach PDCA, coach tâm linh, coach NLP. Đã. Tất cả các cái dòng coach như vậy để chúng ta mới biết rằng lúc nào thì dùng kỹ thuật nào. Chứ không thể nào mà chúng ta học được một cái lĩnh vực nhỏ nhỏ thế này rồi chúng ta chưa hề làm doanh nghiệp, chúng ta chưa hề lập gia đình luôn, chúng ta chưa hề có vài người con, chúng ta chưa hề cãi nhau đến khủng hoảng đến bỏ nhau, rồi chúng ta chưa hề đọc hàng trăm cuốn sách để hiểu được tâm lý con người mà chúng ta đã ra coach, thì điều gì nó xảy ra với các bạn trẻ? Để tôi giải thích một vài cái điều như vậy, để nếu như anh chị em chúng ta thấy rằng thực sự thì nghề coach sẽ là một nghề rất là thịnh vượng và bền vững trong tương lai các anh chị. Nhá. Nghề coach là một nghề mà rất xứng đáng để chúng ta theo đuổi bắt đầu từ thời điểm này. Nếu như anh chị nào thấy rằng là mình đã có trải nghiệm đủ đầy mà bây giờ thấy việc gì nó cũng đang thấy không cơ hội, không nó bấp bênh, thì nghề coach là một nghề rất nên theo đuổi. Bởi vì sao? Bởi vì cái nền tảng mà được trải nghiệm rồi ấy, nó là quan trọng nhất. Quan trọng nhất. Và bây giờ chỉ cần chúng ta đi học được những kỹ thuật, rồi để ta bắt đầu lắp những trải nghiệm đó vào, và chúng ta bắt đầu dùng cái trải nghiệm của mình tiếp theo đi coach, là độ khoảng tầm 3 năm đến 5 năm là ta trở thành một coach cứng. Tất nhiên là phải có một người thầy, một mentor dẫn dắt thì sẽ trở thành như vậy. Còn nếu mà ta tự mày mò thì có đến cả chục năm thì chúng ta cũng thành công thôi, nhưng nó ở mức tầm mức nào đó thôi. Rồi, thế bây giờ chúng ta nói rằng là coaching nói chung và coaching NLP tại sao quan trọng các chị nhá. Trước hết ta hiểu cái định nghĩa này. Coaching là gì? Nào, coach là một huấn luyện viên nhá. Coach là một huấn luyện viên, người được đào tạo bài bản. Người được đào tạo bài bản những kỹ thuật coaching để khi gặp khách hàng thì họ dùng những kỹ thuật coach đó để giúp khách hàng chúng ta giải quyết được vấn đề, vượt qua được vấn đề. 100%. Đấy, coach là một người như vậy. Còn coaching là một hoạt động huấn luyện. Một hoạt động huấn luyện giống như ông Park huấn luyện đội bóng ấy,
không vào giải thì huấn luyện thể lực, huấn luyện kỹ thuật, huấn luyện chiến thuật. Đấy, thế còn bắt đầu vào giải, đấy, vào giải thì ông bắt đầu chỉ đạo trận đấu. Thì đấy là ông cái coaching như vậy. Đấy, coaching từ thể huấn luyện thể lực cho đến coaching vào trận đấu. Đấy. Thế còn coaching với con người chúng ta, đấy, là một hoạt động mà người coach, giả sử bạn hình dung rằng tôi đây, và nếu có một ai đó trong chúng ta mà có vấn đề, thì tôi sẽ gặp bạn đó và hai người sẽ ngồi ở đây, đấy, ngồi chúng về hai bên này. Và để tôi sẽ hỏi chuyện khách hàng, rồi sau đó thì tôi sẽ giúp họ vượt qua vấn đề. Ví dụ như là họ bị nỗi sợ hãi, họ là người thiếu quyết đoán, không ra được quyết định, họ là người có niềm tin giới hạn, họ không dám làm điều gì cả, hay là họ cứ không có một niềm tin vào tất cả mọi vấn đề. Ví dụ như là cuộc sống này không có cơ hội, hôn nhân thì không có hạnh phúc, rồi là họ không thể nào có thể học được một kỹ năng kỹ thuật gì cả, rồi họ không thể nào trở thành quản lý, không thể nào trở thành một chủ doanh nghiệp. Thì đấy là những niềm tin giới hạn. Rồi nếu họ nói nữa rằng là gia đình tôi đang bị mất kết nối, mâu thuẫn nghiêm trọng, đấy, thì tôi sẽ dùng những kỹ thuật coaching của NLP để tôi có thể giúp họ giải quyết vấn đề. Và những anh chị nào đã từng học NLP trực tiếp thì đã thấy trước mắt chúng ta xử lý vấn đề đó rồi. Thì coaching là một hoạt động như vậy. Người coach dùng các kỹ thuật, các quy trình kỹ thuật đã được kiểm chứng, đã được minh chứng trên thế giới và đã được ghi nhận bởi các tổ chức huấn luyện coach toàn cầu. Họ được học bài bản từ những cái chuyên ngành như vậy, rồi sau đó họ dùng những kỹ thuật như vậy để giúp khách hàng của mình vượt qua vấn đề. Đấy nhá, thì chúng ta hiểu như vậy để bắt đầu trước chúng ta vào. Thế bây giờ tôi nói chuyện thì tại sao cái ngành coach này quan trọng, tại sao cái khoa học coaching này nó quan trọng? Nào, bởi vì này, coaching điều đầu tiên là nó cải thiện cái tình trạng kém hiệu quả của cá nhân và tổ chức. Điều đầu tiên, các kỹ thuật của coaching và người coach sẽ giúp cải thiện cái tình trạng kém hiệu quả của cá nhân hoặc tổ chức. Vậy các anh chị nhìn vào bản thân mình, mình đang làm bất cứ điều gì thì xin thưa các anh chị, nếu dùng coaching thì ít nhất tăng trưởng gấp 3 lần. Nếu dùng coaching, ít nhất tăng trưởng gấp 3 lần. Đấy nhá. Cho nên điều đầu tiên tại sao coaching NLP quan trọng là bởi vì là khoa học này nó sẽ giúp cải thiện cái tình trạng kém hiệu quả của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Được. Nào. Điều thứ hai là nó nâng cao. Nhá. Nó nâng cao và nó cải thiện liên tục. Nâng cao và cải thiện liên tục cái thành quả của cá nhân và tổ chức. Nâng cao, đấy, cải thiện liên tục bằng các kỹ thuật của coaching, nó nâng cao cải thiện liên tục. Và thứ ba nữa là gì? Nó luôn luôn duy trì các thành tích và cái kết quả thành tựu này, nó luôn tăng trưởng bền vững trong tương lai khi dùng coach liên tục duy trì. Ví dụ này, các chị thân mến, ví dụ như là với một kỹ thuật life coach chẳng hạn, coach trong cuộc sống chẳng hạn, coach ba vị trí nhận thức, coach ba vị trí nhận thức. Ví dụ như một người mà cứ có bất đồng mâu thuẫn với ai đó lại dùng kỹ thuật coach ba vị trí nhận thức, thế thì cứ sau cái kỹ thuật coach ba vị trí nhận thức đó thì họ nhận thức được vấn đề và buông bỏ hoàn toàn được cái cáu giận như vậy, hoàn toàn được cái mâu thuẫn như vậy, thì có phải là họ duy trì được cái kết quả thành tựu đấy lâu dài trong cả cuộc đời không? Vậy thì từ cái lĩnh vực coach này, các chị sẽ bắt đầu quy sang lĩnh vực kinh tế. Lĩnh vực kinh tế lúc nào cũng được coach thì có phải duy trì thành tích không? Các chị nhìn vào trận bóng vừa rồi, có phải là ông Park, đúng không, liên tục coach đội tuyển Việt Nam và duy trì được cái thành tích đó trong suốt nhiều năm qua, 7-8 năm qua. Và trước đây nếu như chúng ta mỗi lần mà đội tuyển bóng đá Việt Nam vào đá SEA Games rồi đá cúp gì đó, AFF rồi cúp gì chẳng hạn, thế là chúng ta cứ lo ngay ngáy đi, cứ phấp phỏng rồi là may hơn khôn. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của đội tuyển bóng đá Việt Nam khi thi đấu ở giải Đông Nam Á, đúng không nào? Vậy thì có phải là thầy Park, ông Park, huấn luyện viên Park ấy, đã dùng các kỹ thuật coaching, kỹ thuật của huấn luyện viên bóng đá đó, để coaching, huấn luyện cầu thủ của toàn bộ đội bóng đá Việt Nam duy trì thành tích đó, cải thiện thành tích đó bền vững trong tương lai không? Liên tục tăng trưởng không? Đấy, hoạt động coach là như vậy. Vậy thì cái hoạt động coach này các anh chị có thể ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực cuộc sống.
Ví dụ như là cải thiện sức khỏe. Cải thiện sức khỏe. Nào, ví dụ như là đạt các mục tiêu kinh tế kinh doanh. Ví dụ như cải thiện năng lực bản thân, cải thiện mối quan hệ. Đấy. Rồi cải thiện về tư duy tâm trí. Thì tất cả đều dùng coaching NLP để có thể hóa giải quyết được vấn đề. Coaching của NLP nó có 5 lợi ích cơ bản. 5 lợi ích cơ bản. Chúng ta thừa nhận điều thứ nhất này, chúng ta thừa nhận với nhau rằng chắc chắn cửa hàng, cửa hiệu của chúng ta, doanh nghiệp của chúng ta có thể phát triển được là nhờ vào con người. Con người và máy móc là sự hỗ trợ. Chứ không thể nào chỉ nhờ có máy móc không mà không có sự vận hành của con người. Bởi vì con người chính là người sử dụng máy móc đó, cải tiến máy móc đó để gia tăng hiệu suất cao hơn. Cho nên nếu có coaching thì sẽ liên tục gia tăng hiệu quả của cái công ty đó khi có con người cộng với công nghệ. Điều thứ nhất là liên tục gia tăng hiệu quả này. Nào, điều thứ hai là coaching thì giúp mỗi một con người chúng ta hay là giúp tổ chức của chúng ta phát huy tốt nhất, cao nhất mọi cái tiềm năng đã có ở cấp độ cá nhân của họ và ở cấp độ tổ chức của họ. Tại sao lại phát huy tiềm năng và các cái tài năng tốt nhất của họ? Bởi vì thường chúng ta có rất nhiều nguồn lực, có rất nhiều trải nghiệm. Thế nhưng nó nằm sâu ở cái tầng tiềm thức. Và hàng ngày chúng ta chỉ quen dùng cái tầng ý thức thôi để giải quyết công việc. Vậy thì các cái nguồn lực, tài năng, tiềm năng, nguồn lực ấy, nó nằm sâu ở tiềm thức, nó bị chìm dần và không sử dụng. Và lâu dần thì nó bị lãng quên. Lâu dần nó bị lãng quên. Chúng ta chỉ cần xem một cái trường hợp cụ thể. Ví dụ thỉnh thoảng các chị dọn nhà mà xem. Thỉnh thoảng dọn nhà, dọn tổng thể ấy, các chị bỗng nhiên thấy cái đồ gì đó của mình đã lãng quên lâu lắm rồi. Mà đồ đấy rất có giá trị sử dụng, nhưng mà mình bị lãng quên lâu lắm rồi. Thế thì cái tâm trí, cái nguồn lực, tài lực hay các năng lực của ta cũng vậy. Khi không sử dụng nó cũng bị lãng quên như vậy. Đấy nhá. Thì coaching NLP sẽ cải thiện, nâng cao và phát huy tốt nhất cái tài năng và tiềm năng của con người. Thứ ba, coaching NLP có những đóng góp to lớn để thúc đẩy một con người cụ thể hay tổ chức để hoàn thành những mục tiêu đề ra, những mục tiêu xác định. Con người chúng ta tại sao không đạt được thành tựu kết quả trong cuộc sống? Là bởi vì chúng ta không bao giờ có mục tiêu rõ ràng hàng ngày để chúng ta hành động. Không bao giờ có mục tiêu rõ ràng trong quý, trong năm để hành động. Các chị ngẫm mà xem. Tôi cam kết cái điều đó. Nếu như mỗi ngày các chị chúng ta đặt ra này, mỗi ngày ba việc quan trọng then chốt là gì? Hoàn thành 100%. Thì cái thành tựu của anh chị nó sẽ ít nhất gấp 3 lần so với thời điểm hiện tại. Điều này làm như thế nào? Điều này sẽ dùng coaching NLP để vạch ra kế hoạch của cả một năm. Rồi vạch xong kế hoạch của cả một năm rồi, chúng ta chia cái kế hoạch đó ra 6 tháng. Chia kế hoạch 6 tháng rồi, ta chia kế hoạch đó ra 3 tháng. Chia kế hoạch đó 3 tháng rồi, ta chia kế hoạch nhỏ nữa ra 1 tháng. Và khi chia kế hoạch ra 1 tháng rồi, thì ta bắt đầu chia ra mỗi ngày phải làm như thế nào. Và ta xác định được đúng 3 việc quan trọng và cứ thế 3 việc đó mà làm. Không cần chú ý đến mục tiêu năm, không cần chú ý đến mục tiêu quý, tiêu nửa năm là gì cả. Cứ tập trung việc hàng ngày bạn vạch ra thế nào, hoàn thành 100%. Bạn cộng dồn 365 ngày hoàn thành như vậy, thì nghiễm nhiên cái kết quả một năm nó xảy ra. Chúng ta thường ngồi đây không làm gì cả, rồi nhìn cái mục tiêu năm, nó cứ càng ngày càng chạy xa dần, chạy xa dần, chạy xa dần, và bắt đầu thấy buồn, thấy chán, thấy thất vọng. Mà không thấy rằng gì, mình có hành động đâu mà nó xảy ra. Các chị có thấy không? Tất cả các nhà chuyên nghiệp, các nhà lãnh đạo, các doanh nghiệp quy mô lớn, các người mẫu nổi tiếng, các cầu thủ nổi tiếng, họ đều phải dùng coach mới duy trì để đạt thành tích cao nhất. Ví dụ, tôi là người thích môn tennis. Và tôi theo dõi để ý, nào thì Djokovic, nào thì Federer, Nadal, rồi Andy Murray, họ đều phải có 3-4 coach, coach chiến lược, coach thể lực, coach sức khỏe, đấy, và coach tài chính. Rằng tài chính các ông ấy đạt giải hàng triệu đô la Mỹ một giải thế này này, thì tài chính nên đổ vào việc gì, cơ cấu nó thế nào,
Các con này, chiến thuật gặp đối thủ này thì đánh thế nào, gặp đối thủ kia thì đánh thế nào, họ phải cốt hàng ngày, cú quả đấy phải đánh thế nào thì nó mới hiểm hóc. Rồi thể lực phải thế nào để đến khi vào trận thì nó có thể kéo dài suốt từ sáng đến tận chiều mà vẫn duy trì được thể lực, thì họ đều phải dùng cốt mới duy trì được các thành tích vượt trội như vậy. Mà họ phải tập, họ phải tập đến mức là gì, đổ mồ hôi sôi nước mắt như vậy thì họ mới đạt được thành tích đỉnh cao. Là các chị muốn xem rằng thế nào là kỷ luật, thế nào là tập luyện, hãy đọc cuốn sách là Dẫn Dắt của Ferguson, nhà huấn luyện, huấn luyện viên bóng đá Ferguson của đội Manchester United. Đấy, ông ấy kể về cuộc đời mình dẫn dắt các cầu thủ, và các cầu thủ chăm chỉ như thế nào, những người xuất sắc nhưng mà không kỷ luật ông đuổi ra khỏi đội như thế nào, thì ta sẽ biết rằng kỷ luật sẽ làm nên chiến thắng như thế nào. Và đương nhiên rồi, coaching nó sẽ mang lại hạnh phúc, niềm vui, sự thành công, thành tựu, sức khỏe và tuổi thọ cho con người. Bởi vì sao? Bởi vì con người chúng ta vốn dĩ sinh ra và từ cái sự nhận thức hạn chế có rất nhiều đau khổ, có rất nhiều cái tổn thương đã tích lũy vào mình, tích lũy vào mình. Và vì thế cho nên là những sự thất bát trong cuộc sống này, những cái đau khổ mâu thuẫn trong cuộc sống này, những bệnh tật trong cuộc sống này, từ tâm mà ra, từ tâm mà ra. Nào, từ tâm này này nghĩ này, thì bạn sẽ phát ra ngôn từ để cãi nhau với vợ chồng, đúng không nào? Từ tâm này bạn sẽ phát ra ngôn từ để cãi nhau với vợ chồng. Từ tâm này bạn sẽ quyết định ra hành động của bạn xuống tiền để thua lỗ này. Từ tâm này này, đấy, bạn sẽ quyết định là mình chìm trong suy nghĩ tiêu cực hay mình thoát khỏi nó để sang suy nghĩ tích cực. Thế mà nếu cái tâm này bạn để cho bạn chìm vào suy nghĩ tiêu cực thì bệnh tật từ đây nó ra. Bởi vì bạn sẽ xem cái video học cách tôn trọng tế bào. Học cách tôn trọng tế bào. Bạn sẽ thấy rằng là khi bạn buồn, bạn tiêu cực thì tế bào của bạn sẽ hình gì? Và khi bạn vui thì tế bào nó sẽ hình gì? Đấy. Và bạn sẽ xem thêm cái tài liệu nữa là gì? Thông điệp của nước, đọc kỹ vào. Người chúng ta thì 78% là nước. Mà nước thì nó sẽ phản ứng với cái trường năng lượng tiêu cực như thế nào? Thì bạn sẽ thấy ngay lập tức. Thấy ngay lập tức. Ví dụ, bạn có thể minh chứng ngay lập tức, bạn có thể làm ngay lập tức trong vòng một tuần này. Bạn sẽ rót 2 cốc nước. Một cốc nước thì bạn tổng xì vải những cái lời tiêu cực. Một cốc nước thì bạn sẽ nói lời yêu thương. Và sau một tuần bạn sẽ xem 2 cốc nước đấy nó có màu gì. Vậy thì nếu bạn để cuộc đời bạn tiêu cực, bạn thấy không? 70%, 80% trong con người của bạn là nước, mà bạn để luôn luôn để cái đầu bạn tiêu cực, thì người bạn sẽ trở thành cái gì? Đấy, thì coaching NLP nó sẽ giúp con người chúng ta mang lại niềm vui, nhận thức, sức khỏe, hạnh phúc một cách toàn diện trong cuộc sống là như vậy. Thì coaching nó có ý nghĩa như vậy trong cuộc sống của chúng ta. Đấy. Và các chị thân mến, coaching của NLP nói riêng thì có một lịch sử vững chắc ra đời từ năm 1975, khi ngành coaching thế giới này còn chưa ra đời. Thì các kỹ thuật coaching của NLP thực ra được lấy ra từ các khoa phòng huấn luyện của các nhà khoa học nghiên cứu về con người. Rồi sau này, càng ngày nó được càng cải thiện trở thành cái coaching của ngoài thị trường. Thế còn trước đây, NLP nó là những khoa ngành nghiên cứu về con người riêng của các nhà khoa học. Mỗi người ta có một chuyên ngành riêng. Những chuyên ngành này họ đặt ở trong trường đại học, trong các viện nghiên cứu con người. Thế rồi sau đó thì cho đến vào những năm 70 của thế kỷ trước, thì Richard Bandler, John Guider thì bắt đầu tổng hợp tất cả các công trình đấy lại. Tổng hợp tất cả các công trình đó, những công trình nghiên cứu về não bộ con người vận hành như thế nào, nhận thức thế giới và kết luận nó trở thành tri thức của mình. Những cái công trình nghiên cứu rằng là môi trường sẽ tác động vào con người trở thành như thế nào. Những công trình nghiên cứu rằng ngôn ngữ sẽ tác động đến con người và trở thành như thế nào. Cái ngôn ngữ tác động vào một đứa trẻ và đứa trẻ đấy sẽ lớn lên như thế nào và nó trở thành đứa trẻ trưởng thành như thế nào. Rồi sau đó, người ta nghiên cứu tiếp rằng là ngôn ngữ trong giao tiếp thì thế nào, ngôn ngữ trong bán hàng, trong thương thuyết, đàm phán, truyền cảm hứng thì ra sao. Cái cách nói nào thì sẽ khiến người ta có thể chịu tác động và chuyển hóa nhanh mạnh được. Rồi người ta nghiên cứu tiếp cái cách thức, cái hành vi con người từ đâu mà ra, chịu sự chỉ đạo từ gì mà ra. Và thứ nữa, họ nghiên cứu các công cụ kỹ thuật để nếu thấy rằng con người ta có những hành vi tư duy, ngôn ngữ nó không hiệu quả, nó sai lầm, thì nó coaching lại để nhận thức lại, định nghĩa lại để trở nên hiệu quả hơn. Thì toàn bộ ngành coaching của NLP là một cái ngành mà người coach
sở hữu tất cả những học thuật, những kiến thức, những kinh nghiệm, những quy trình, những biểu mẫu để gặp khách hàng của mình có bất kỳ vấn đề gì từ cuộc sống cho đến sự nghiệp đến kinh doanh thì giúp họ đạt kết quả, vượt qua mọi thách thức khó khăn. Đấy, cho nên một cái tài liệu ngày xưa mà tôi đã đăng tải đọc ở của Mỹ, họ nói rằng là các nhà dùng code, người ta nói là ít nhất khi dùng code thì tăng trưởng gấp 3 lần thành tích trong mọi mặt, mọi khía cạnh. Và các chị thân mến, coaching thì sẽ ứng dụng trong những lĩnh vực nào? Ở trong giáo trình của ABNLP thì người ta cho biết chúng ta là coaching NLP ứng dụng trong 21 lĩnh vực cuộc sống, bao gồm là một là tạo ra thay đổi tích cực cho con người, hai là cung cấp giải pháp cho các vấn đề và các khả năng thích ứng cuộc sống, ba là quản lý giận dữ, bốn là phát triển nghề nghiệp, năm là các vấn đề về cam kết kỷ luật, sáu là vấn đề truyền thông cảm xúc, bảy là vấn đề mâu thuẫn trong truyền thông, tám là định vị cá nhân, định vị công ty, chín là giải quyết mâu thuẫn trong mối quan hệ, mười là ra quyết định hiệu quả, 11 là trí thông minh cảm xúc, 12 là vấn đề về học tập, phát triển học tập, 13 là nâng cao năng lực lãnh đạo, 14 là mô phỏng hình mẫu xuất sắc, 15 là tạo động lực cho mình và cho người khác, 16 là nâng cao sự tự tin của con người, 17 là kỹ năng thương lượng, đàm phán thương thuyết chốt sale, 18 là các vấn đề về cải thiện mối quan hệ, 19 là trị liệu lo lắng căng thẳng, 20 là cảm xúc tiêu cực, 21 là quản trị cuộc đời và tự trọng, 22 là các kỹ năng xã hội, nâng cao sức khỏe và sự giàu có. 22 lĩnh vực coaching ứng dụng trong cuộc sống này. Vậy thì nếu các anh chị chỉ cần gì, mình là chuyên gia của một lĩnh vực thôi, ví dụ chuyên gia của lĩnh vực là hạnh phúc gia đình thôi, với 100 triệu dân, trong cái đó độ khoảng có 30 triệu gia đình Việt Nam, mình nhìn từ gia đình mình có vấn đề không, với 4 thành viên gọn gàng như vậy có vấn đề gì không, vợ chồng vấn đề gì không, con cái vấn đề gì không, bố mẹ anh chị em có vấn đề gì không. Đấy, coaching NLP nó có cái giá trị như vậy đấy.